Bí mật của Phan Thiên Ân, tờ kinh số 9. Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không còn một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động. Và nó sẽ hành động ngay bây giờ. Không có một bản đồ nào dù chính xác và rõ ràng từng phân ly có thể chuyên chở chủ nó đi xa 1 mm. Không có một luật lệ nào dù công bằng và hợp lý có thể giúp tránh được mọi tội ác. Không bao giờ có một tờ kinh nào dù hiệu nghiệm như tờ kinh tôi đang đọc có thể tạo cho mọi người nghe một đồng xu nào. Hành động. Chỉ có hành động là mồi để nó đẩy tung cái bản đồ, cái luật lệ, cái tờ kinh này, những giấc mộng, những kế hoạch, những mục tiêu thành một thực tại cho đời sống. Hành động là đồ ăn, là thức uống, nuôi dưỡng sự thành công sau cùng của tôi. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Nỗi do dự vẫn giữ chân tôi đã bắt nguồn từ sự lo sợ. Tôi hiểu được điều này khi nhận được từ đáy tim của những con người can đảm. Họ biết rằng chỉ có hành động mới có tiêu diệt được nỗi lo sợ. Do đó, khi tôi hành xử không chút do dự, những nhịp động loạn xạ của con tim tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi hiểu rằng hành động sẽ biến con sư tử đang đe dọa tôi thành một con kiến hiền lành. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Từ nay tôi sẽ nhớ bài học của con đom đóm. Chúng chỉ phát ra ánh sáng khi đôi cánh của chúng đập mạnh trong động tác bay. Tôi sẽ là một con đom đóm và ánh lửa của tôi sẽ léo sáng dù giữa ban ngày dưới ánh mặt trời. Có những người chỉ thích làm loài bướm khoe đôi cánh đẹp nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào nhân nghĩa của cánh hoa. Tôi sẽ là một con đom đóm và ánh lửa của tôi sẽ soi sáng thế gian này. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ không né tránh những công việc của ngày hôm nay và khất chúng lại ngày mai, bởi vì ngày mai có thể không bao giờ đến. Để tôi hành động ngay bây giờ, dù hành động đó có thể chưa chắc đã đem lại hạnh phúc hay thành công. Nhưng thà là hành động rồi thất bại còn hơn là bất động và mục giữa. Thực ra khi hái một quả ngọt, hành động tôi chưa chắc đã đem đến sự thỏa mãn. Nhưng không có hành động, những quả ngọt này sẽ chết giữa trên cành cây. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ hành động. Tôi sẽ lặp đi lặp lại những chức này mỗi phút, mỗi giờ, mỗi giây, cho đến khi những chữ đó đã ăn sâu vào thói quen như hơi thở của tôi, như cái nhắm mắt của tôi. Tôi phải hành động. Với những chữ này,
tôi sẽ ra lệnh cho khối óc tôi đương đầu với tất cả những thử thách mà những kẻ thua cuộc luôn tránh né. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại chữ hành động cho đến khi xương tủy của tôi phải ghi khắc. Mỗi khi thức giấc, tôi sẽ nhắc đến chữ này và sẽ nhảy ra khỏi giường. Những kẻ thua cuộc sẽ ngủ thêm vài giờ nữa. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi nhảy vào chốn thương trường, tôi sẽ nhắc đến chữ này và tôi sẽ sẵn sàng hầu tiếp khách hàng của tôi. Những kẻ thua cuộc sẽ do dự, lo ngại, sợ bị chối từ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi đối diện với một cánh cửa đóng kín, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và sẽ gõ mạnh. Những kẻ thua cuộc sẽ đợi bên ngoài trong run sợ và ngại ngùng. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi gặp những cám dỗ gian ác, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và tôi sẽ đập tan những thói hư tật xấu. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi và muốn khất lại công việc cho đến ngày mai, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và bắt tay ngay vào việc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Chỉ có hành động mới định rõ giá trị của con người tôi trên thương trường. Và muốn tăng cái giá trị này, tôi phải gia tăng hành động của tôi. Tôi sẽ bước đi đến những nơi mà kẻ thù thua cuộc không dám bước. Tôi sẽ làm việc khi kẻ thua cuộc muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ nói lớn khi kẻ thua cuộc muốn im lặng. Tôi sẽ đi gặp 10 khách hàng khi kẻ thua cuộc đang tính toán cách thức đi gặp một người khách hàng. Tôi sẽ nói tôi đã làm xong công việc khi kẻ thua cuộc sợ rằng đã quá trễ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Bởi vì bây giờ là tất cả những gì tôi đang có. Ngày mai là ngày làm việc của những kẻ lười biếng. Tôi không lười biếng. Ngày mai là ngày người yếu sẽ thành người mạnh. Tôi không yếu đuối. Ngày mai là ngày người thua cuộc sẽ trở thành kẻ thắng trận. Tôi chưa bao giờ thua cuộc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi con sư tử đói bụng, nó ăn. Khi con đại bàng khát nước, nó uống. Đó là định luật thiên nhiên của mọi sinh vật. Tôi đói thành công. Tôi khát hạnh phúc. Không hành động, tôi sẽ sống một đời thất vọng, đau khổ và hận sầu. Tôi sẽ ra lệnh cho tôi hành động, và tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Sự thành công không chờ đợi ai. Nếu tôi chậm trễ, tôi sẽ nhìn cái thành công đó già đi vĩnh viễn. Đây là giờ phút, đây là nơi chốn. Đây là con người tôi. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Thank you. Sorry. I love you. Please forgive me.